công viên nằm giữa khu dân cư các bạn nhé. Và đây là ngôi nhà chúng ta sẽ tham quan ngày hôm nay. Ngôi nhà này thì có mặt tiền là 4,5 m, diện tích là 81 m² các bạn nhé. Ngôi nhà này nằm tại trung tâm khu đô thị mới Hòa Vượng các bạn nhé. Đây là phía sau ngôi nhà. Thì phía sau ngôi nhà này thì hai nhà giáp nhau, chia đôi cái sân phía sau này các bạn nhé. Mỗi bên một nửa, họ để chừa ra một cái khoảng không này để xây nhà sẽ rất là thoáng các bạn. Đây là tầng 1 ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 2020 các bạn nhé. Rất là chắc chắn. Đây là nhà vệ sinh này. Giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 2. Các bạn có thể thấy cái cầu thang này là cầu thang gỗ làm rất là chắc chắn nha các bạn nhé. Rất là chắc chắn. Đây, cầu thang gỗ 100% là gỗ. Ngôi nhà này diện tích 81 m². Đây là phòng ngủ đầu tiên các bạn nhé. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Ngôi nhà này được xây dựng tôi thấy là rất là chắc chắn các bạn. Tường thì là tường đôi, tường đơn các bạn, nhưng mà xây dựng rất là chắc chắn. Đây là nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ thứ hai. Trên tầng 2 này, phòng ngủ này có một cái ban công nhỏ các bạn nhé. Nhưng mà do là khóa cửa nên là chúng ta không ra xem được. Các bạn có thể thấy rằng là nội thất ở đây rất là chắc chắn. Giờ chúng ta sẽ lên tầng 3 các bạn nhé. Cầu thang gỗ rất là đẹp. Và ở giữa nhà tầng 3 này thì có một cái giếng trời đây các bạn. Đây có một cái giếng trời rất là sáng và thoáng. Trên tầng 3 này thì có, đây là phòng tắm các bạn nhé. Tắm, nhà vệ sinh. Còn đây là phòng thờ các bạn. Ở đây có thể là làm phòng ngủ được, nhưng mà gọi là phòng thờ các bạn. Ở đây là sân phơi. Sân phơi. Sân phơi khá là rộng các bạn nhé. Và có 3 mặt thoáng. Do đó là nếu mà chúng ta phơi đồ ở đây thì phơi khô rất là nhanh. Rất là thoáng các bạn.
Đây là khung cảnh nhìn từ tầng 3 xuống tầng 1 các bạn nhé, tại khu vực cầu thang. Chúng ta có thể thấy là cầu thang ở đây rất là chắc chắn các bạn, bằng gỗ nhé, nên là rất là ấm cúng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem cái video này. Bạn đừng quên bấm cái nút like. Và các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để thường xuyên nhận được các kiến thức, thông tin và cơ hội đầu tư bất động sản mới nhất. Tạm biệt các bạn.